vị và các bạn, hơn 10 ngày qua, dư luận xã hội đang dậy sóng về vấn đề tranh chấp Biển Đông khi Trung Quốc ngang nhiên đặt giàn khoan HD981 lên vùng đặc quyền kinh tế, vùng thềm lục địa của Việt Nam. Sự việc này ảnh hưởng nghiêm trọng và trực tiếp đến tình hình ổn định, an ninh ở khu vực hàng hải Biển Đông. Rất nhiều những cuộc meeting đã đồng loạt nổ ra nhằm phản đối tình trạng tranh chấp này. Sáng ngày 19 tháng 5, đông đảo các cán bộ, giảng viên, sinh viên trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng đã có mặt rất sớm tại hội trường A5 nhằm tiến hành meeting để phản đối hành động ngang ngược trên. Hòa chung không khí trang nghiêm của lễ kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng ngày 19 tháng 5, lãnh đạo nhà trường, giảng viên và sinh viên trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng đã long trọng tổ chức buổi meeting chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam. Đến tham dự buổi meeting có sự hiện diện của Phó giáo sư tiến sĩ Trần Văn Nam, Giám đốc Đại học Đà Nẵng, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng, các cơ quan báo đài địa phương, trung ương cùng toàn thể cán bộ giảng viên và đông đảo sinh viên toàn trường. Trong buổi meeting, đồng chí Nguyễn Vinh San, Bí thư đoàn trường đã phát biểu khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đồng thời, đồng chí cũng đã báo cáo nhanh tình hình Biển Đông, trong đó nhấn mạnh một số hành động xâm phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam của Trung Quốc trong hơn 10 ngày qua. Tiếp theo chương trình, sinh viên Blub Hè đại diện cho hơn 6.000 sinh viên đang công tác và học tập tại trường bày tỏ quan điểm, chính kiến và thái độ của bản thân về hành vi của Trung Quốc trong việc xâm phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Cờ đỏ sao vàng một lần nữa được giương cao cùng những khẩu hiệu thể hiện sự quyết tâm cao độ. Đó là tinh thần sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng nhập ngũ, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam, quân Minh, muôn đảng, muôn đảng, muôn đảng, muôn đảng. Phản đối hành động của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam. Phản đối, phản đối, phản đối, phản đối. Quyết tâm chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam. Quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm. Toàn thể cán bộ sinh viên Đại học Sư phạm sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng nhập ngũ, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, trong buổi meeting, ban tổ chức chương trình đã trình chiếu MV Thề giữ yên biển đảo quê hương do toàn thể cán bộ, giảng viên khoa ngữ văn và sinh viên báo chí của trường thực hiện. MV này đã khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu đối với quê hương đất nước, đồng thời cổ vũ mạnh mẽ tinh thần chiến đấu cho các chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Cuối cùng, ban tổ chức chương trình đã phát động gây quỹ ủng hộ Hoàng Sa, Trường Sa và đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các cán bộ giảng viên, đoàn viên thanh niên có mặt tại hội trường. Số tiền quyên góp lên tới 70 triệu đồng và đã được trao cho đại diện báo Tuổi Trẻ. Trong 10 ngày qua, cả nước chúng ta là từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, rồi Đà Nẵng, rồi đảo Lý Sơn hay là đồng bào của Việt Nam chúng ta ở nước ngoài, ví dụ như là ở Paris, Tokyo hay là tất cả các nơi trên thế giới đều lên án cái việc mà Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt cái giàn khoan hải dương 981 vào trong thể sâu trong thềm lục địa của Việt Nam. Đối với lại thành phố Đà Nẵng chúng ta và Đại học Đà Nẵng và trường Đại học Sư phạm thì sinh viên chúng ta cũng rất là sôi sục, cũng là rất là mong muốn là thể hiện cái quyết tâm là bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, buổi meeting là nơi để tất cả chúng ta, những người con đất Việt thể hiện trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc trong công cuộc bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời qua tinh thần yêu nước thể hiện làm sao cho phù hợp với bối cảnh hiện nay. Những khẩu hiệu Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp của dân tộc. Đó như là một lời nhắc nhở tích cực và là những ngọn đuốc rực cháy trong lòng con tim của người Việt Nam.